Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận phương án bố trí bãi đỗ xe tạm trong một tháng cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023 từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2023. Động thái này của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là căn cứ đề nghị trước đó của Sở Giao thông Vận tải về việc bố trí bãi đỗ xe tạm dành cho taxi hoạt động tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Việc bố trí bãi đỗ xe tạm còn nhằm bảo đảm trật tự hoạt động vận tải và giảm ùn tắc giao thông tại khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Bãi đỗ taxi tạm đặt ở khu đất có vị trí góc đường Bạch Đằng, Trường Sơn, Hồng Hà thuộc quận Tân Bình do Cảng vụ Hàng không miền Nam quản lý.